Giữa lúc các hãng bán lẻ Mỹ điêu đứng vì thời tiết thì hãng trang sức Tiffany vẫn báo cáo doanh thu tích cực. Tuy nhiên giới đầu tư vẫn không mấy lạc quan về triển vọng của hãng này. Đầu năm 2014, hãng trang sức Tiffany vẫn được ưa chuộng, nhưng doanh thu không đạt được nhiều như các nhà đầu tư mong đợi và không bằng với doanh thu khủng trong suốt mùa lễ cuối năm qua. Mặt khác, doanh thu của Tiffany còn bị ảnh hưởng bởi tỷ giá đồng đô la Mỹ so với nhiều thị trường trên thế giới. Lợi nhuận trong thời gian đầu năm có tăng, nhưng đáng lẽ còn có thể tăng nhiều hơn thế nếu như Tiffany không vướng vào vụ bồi thường cho Swatch 450 triệu đô la Mỹ do thất bại của một công ty liên doanh giữa đôi bên vào năm 2011. Con số này còn nhiều hơn cả lợi nhuận của Tiffany vào cả năm ngoái. Hãng này dự báo tăng trưởng doanh thu của hãng trong năm nay vẫn đạt tỷ lệ một con số, nhưng giới đầu tư phố Wall lại không mấy lạc quan. Cổ phiếu của Tiffany giảm điểm ngay đầu phiên giao dịch vào cuối tuần qua, trong khi năm ngoái, cổ phiếu của hãng này đã tăng đến 34%. Tiffany dự định mở rộng chuỗi cửa hàng trên toàn cầu với 9 cửa hàng trên thị trường quốc tế và 4 cửa hàng ở Mỹ.